Vâng, nằm tiếp chào tất cả các bác nhá. Hôm nay dành giải cho làm một cái clip về so sánh hai con đẩy. Một con đẩy chạy là 16 sò class H và một con đẩy là 28 sò chạy mạch class mạch thường, tức là class AB mạch thường nhá, em nói là mạch thường. Đây hai con đẩy đây. Thì xem là các bác đánh giá xem là con này, con 16 sò này nó có chọi được cái con 28 sò này không. Con 28 sò sẽ là khủng hơn, nguồn lớn hơn, nhiều sò hơn, máy là máy khủng hơn, máy 3 u. Con này thì nguồn bé hơn, máy 2 u, máy 2 u nguồn nguồn bé, nguồn dây đồng. Con này thì cũng không biết là nguồn gì. Nó tóm lại là em sẽ so sánh để giữa cái chất âm về công suất giữa hai mạch class và đưa ra một cái kết luận, mình xem các bác đưa ra kết luận là chúng ta nên dùng mạch class hay là dùng mạch thường. Thì trước khi em sẽ đánh hai con đẩy này thì em cân nặng xem là có lệch cho nhiều nhá. Đây cân trước, thứ nhất là cân con này để nguyên như thế cân luôn bên lên đấy. Rồi đây à, con này là 20 cân rưỡi nhá. Rồi 20 cân rưỡi khá là nặng đấy. Con này thì bé hơn. Con này 13 cân đuối. 13 cân đuối. Rồi. Về thể thức của cuộc đấu ngày hôm nay thì em sẽ làm như sau. Về thứ nhất là cùng một đôi loa. Cùng một đôi loa nhưng mà em sẽ tách cho hai chiếc khác nhau, hai chiếc. Cùng một về tín hiệu vào thì em sẽ lấy cùng một cái điện thoại và em chia ra làm hai ra hai con đẩy. Đấy, hai con đẩy cắm vào hai kênh. Hai con đẩy cắm hai kênh cùng một con đẩy. Và hai loa sẽ đấu vào hai vế. Và sau đây là sầm bữa. Đấy, tức là em sẽ đi thẳng luôn. Không có vang số để mà kích hay là không có EQ gì cả, để chúng ta nghe cái tiếng mộc, tức là nghe tiếng trực tiếp từ điện thoại. Và trước khi đấu thì em sẽ đây điện thoại đây, em sẽ cắm lại sẵn đây, mở một bài nhạc và kích lên. Thì con đẩy này em sẽ giới thiệu về con đẩy này. Con đẩy này là con đẩy Martin MR2201 chạy 28 tò sò Toshiba. Đây 28 sò Toshiba và con này là chạy 16 sò. Đấy, 16 sò là gì. Về công lực thì con này chắc chắn là sẽ là đánh khỏe hơn. Nói chung là có khả năng là khỏe hơn thôi chứ còn chưa chắc. Đấy, về đếm xoa thì nó sẽ khỏe hơn. Và thứ hai nó là về con này thì nó là chạy mạch class H, dòng mạch mà năm tép rất chi là thích. Thứ nhất là bền, thứ hai chạy mát, thứ ba là tiếng hay. Xem có thực tế như thế không nhá. Và bây giờ em sẽ mở thử cho các bác xem. Đây, nhà nó nằm quảng cáo này. Đấy, mở thổi lên này. Rồi. Thứ nhất là ta sẽ xem con này. Con đấy này. Tắt nha. Ôi, có cuộc gọi rồi, để em tắt đi. Rồi, từ từ. Ấy thì có cuộc gọi đến nó làm gián đoạn cái cuộc thi thì em sẽ làm lại. Đây em sẽ mở lại cái đẩy này nhá. Đây cùng bạn. Tắt đến con này. Anh thấy ai ở trên xe trong môi dẫn quen à, thì ra đó là chân em, một người con gái anh đã rất yêu và em đang tay trong tay với ai và vẫn em cho ai chỉ hôn. Đánh cái này nó không lên được cái giá trị của cái lò để em mở bản khác nhạc sông Hà Tây. Đấy, đánh cho nó chực chở tí cơ nào.
sang con này rồi nhá. Sau khi nghe hai chiếc đẩy nó đánh cùng một bài hát, cùng một con loa, thì mọi người đều có một cái đánh giá riêng. Về quan điểm của em ngay khi ngồi trực tiếp ở đây, có thể đánh giá rằng là con đẩy này, con đẩy mạch class hát này, thứ nhất là về khỏe, thì nói chung là hai con này thì nó cũng gần tương đương 9 với 10. Con này, con đẩy mạch class thì công suất có khả năng chỉnh hơn một tí, đánh tiếng bass nó sẽ lực hơn một tí, lực hơn một tí. Còn về nếu như mà về khỏe thì có khả năng là 9 với 10, rất khó để chúng ta mà đánh giá chính xác được con nào nặng hơn, nó là thế. Nhưng mà cảm giác rằng là thực tế là con này đánh bass, tiếng bass sẽ lực hơn, sâu hơn, và đặc biệt tiếng thì không còn phải bàn cãi, tiếng con này nó sẽ sạch hơn, tiếng con này còn sáng hơn, tiếng con này sẽ không bằng, tiếng con này đánh nó cảm giác nó hơi bị tiếng, nó không được thoát tiếng như con này. Còn về giá thành thì cũng nói thêm, con đẩy này nó bán là 3.8 triệu này, 3.8 triệu bao ship cho các bác này. Con đẩy mạch DC 1.2 này. Em ngoài con đẩy loại mạch này thì em cũng có một con đẩy, con đẩy khác nữa là con đẩy S300, nó màu trắng, thì anh cũng chạy mạch này, mạch số xoài như thế này, và hai con đẩy giá tiền như nhau. Còn riêng về con đẩy thì con này là hơn 4 triệu các bác nhé. Con này là 28 sò. Con này dòng này thì dòng 4 đu thôi mà nó khá là đắt. Chia sẻ hơn về thêm về cái mạch phòng class này, thì cái mạch class này nói phẳng nó là cái dòng mạch cực kỳ là mát lắm. Chạy không có phải lăn tăn, các bác chạy cả ngày cả đêm, chạy ra giá, chạy 24/24 em khẳng định vẫn bao, không bao giờ phải lo cái chuyện mà máy nóng hoặc là bị lỗi. Em nhập về hơn 100 con, mấy loại cùng loại đời như này chưa một con nào hư, khẳng định. Mà bên kia họ dùng có lẽ là họ cũng dùng khá là nhiều, cũng không phải là dùng ít như Việt Nam mình, nhưng mà không có một con nào lỗi cả, khẳng định đây là một trong những cái dòng đẩy bền nhất hiện nay, bền nhất. Còn những cái dòng này thì em nhập về chục con thì mất 5-6 con bị lỗi, mặc dù nó chạy mạch thường nhá. Đây mạch thường, nhìn về linh kiện thì nó dễ, các bác dễ sửa, nhưng mà tiếng không thể bằng con này được, tiếng không thể này. Con này các bác nếu mà chúng ta nhận xét, nếu mà các bác nào đi mua sò thì các bác cứ thích mua những con như này, mua này, nhưng mà đối với em thì em không thích nhiều sò, em thích những con này. Các bác có thể so sánh về linh kiện, về chất lượng, về máy của hai con, các bác nhìn con nào chất hơn các bác sẽ đánh giá. Rồi thứ nhất là toàn bộ linh kiện này, các bác thấy không,
tụ dán biên kiện dán, nhưng mà nó nhìn nó chất, nó rất sạch, rất chi là nhìn sắc sảo và nhìn nó cao cấp. Còn con này thì nhìn nó rất chi là công nghệ, nói chung là công nghệ cũ, nó không thể bằng công nghệ mới được. Bác nào thích dễ sửa thì bác lên con này, còn con này thì hư thì khó sửa hơn, em khẳng định là khó sửa hơn. Nhưng mà bền thì khẳng định con này chả phải hơn, con này chả phải là bền hơn. Bền hơn, hay hơn và ổn định hơn vẫn hãy là con này. Còn con này thì nhiều sò, dễ sửa, nó chỉ có được cái này dễ sửa. Thợ nào cũng có khả năng sửa được con này. Còn về chi phí sửa, về chi phí sửa em khẳng định là khi mà hư hai con này chi phí sửa như nhau. Vì họ tính theo đầu con này. Quan trọng là cái con này thì phải có thợ nó có tay nghề một chút thì mới sửa được. Nhưng mà con này thì em bán em tự tin em bảo hành thoải mái, chưa bao giờ bị lỗi, mà chưa thấy bác nào gửi em bảo hành một con nào ấy. Bác nào mà bảo mua con này mà bảo về bị lỗi gửi cho bảo hành cứ lên tiếng cho em một tiếng, em khẳng định chưa có người nào mà bảo con này bị lỗi cả. Mà em bán cả lắp phòng ấy. Và dòng này thì thôi rồi, em bán có mấy con nhưng mà cũng nhận bảo hành liên tục. Về hiệu suất không thua, bền không ăn thua, chỉ được cái giày sửa thôi. Đó là em nói thật. Còn về video này em thanh lý luôn con này, nếu bác nào thích em bán thanh lý luôn 3 triệu. Con này bán luôn 3 triệu, bác nào lấy. Vậy các bác nhá, em xin là tạm dừng video tại đây nhá. Cho nên mà sau khi xem video này các bác sẽ rút ra là chúng ta nên dùng đẩy mạch dán, mạch class hay chúng ta dùng đẩy mạch thường, chúng ta sẽ có một cái nhận xét. Và xin cảm ơn, chào tất cả các bác.